Xin chào mọi người, Trang và Pito đã quay trở lại với mọi người đây. Và không biết hôm nay mọi người thấy Trang như thế nào nhỉ? Wow. Nhìn lồng lộn quá đúng không? Trang đã phải mất một tiếng đồng hồ để mà make up lồng lộn như vậy đó. Và mục đích của việc fancy của Trang ngày hôm nay là bởi vì hôm nay Trang đến với buổi ra mắt sân khấu kịch Hồng Vinh. Và hôm nay Pito lại một lần nữa vinh dự là đơn vị cung cấp tiệc chuyên nghiệp cho hơn 100 người bằng một buổi tiệc finger food rất là nhẹ nhàng. Trang nghe nói là hôm nay có rất là nhiều celeb. Người nổi tiếng đến với buổi khai trương này. Chính vì vậy cho nên là hôm nay Trang cũng sẽ chỉ cho mọi người bí kíp làm sao để mà đi tiệc một cách chanh xả, một cách sang chảnh và một cách thần thái và tự tin nhất, giống như là Trang vậy đó. Và bây giờ chúng mình cùng nhau đi vào thôi. Ơi, nếu như các bạn chưa biết finger food là gì thì đây chính là finger food nha mọi người. Là những món mà các bạn có thể bóc bằng tay và ăn được một cách rất là dễ dàng và được xiên bằng những cái thanh que này. Finger food nói chung thì đa số là những món có thể ăn lúc mà chén miệng, ăn lúc khai vị và có thể dễ dàng lót bụng mỗi khi mà bạn cảm thấy hơi đói nhưng mà lại không làm cho bạn bị nặng bụng một chút nào hết. Và đây chính là bàn tiệc finger food của Pito. Các bạn ơi, đây là những tips rất là hay mà Trang đã rút ra được trong những lần đi tiệc của mình. Và hy vọng qua những cái tips này thì mọi người sẽ tham gia tiệc một cách sang chảnh, chanh xả và tinh tế hơn nữa. Cảm ơn mọi người đã xem vlog này. À, khoan. Đồ ăn bữa nay của Pito xuất sắc lắm nha. Nếu như mọi người cần dịch vụ tiệc tận nơi, hãy liên hệ ngay với Pito nha. Pito sẽ đến tận nơi để tổ chức một bữa tiệc hoành tráng cho doanh nghiệp của các bạn. Mà mọi người nhớ nha, mọi người không nên làm những việc nên làm và nên làm những việc không nên làm nha. Tạm biệt mọi người, bye bye.